Đây, mình đang truy cập vào trang chủ của React Native. Ha, địa chỉ ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là cài đặt môi trường để các bạn có thể là code và xem được app mình chạy như thế nào á, tức là debug cái app. Thì bước đầu tiên, các bạn cứ vào thẳng document và xem hướng dẫn thôi. Đây. Ở đây á, thì mình cũng sẽ bắt đầu với lại expo CLI. Bắt đầu với expo. À, nó có hai trường hợp nha các bạn. Là các bạn có thể cài đặt môi trường là sử dụng expo thì nó sẽ nhanh hơn và dễ hơn cho các bạn mới bắt đầu. Và một cái là bạn bắt đầu từ từ rất là tiêu gốc luôn. Thì mình cũng bắt đầu mình sẽ ban đầu mình thấy là nó tiếp cận với expo sẽ đơn giản hơn cho việc cài đặt cũng như làm mọi thứ. Nhưng mà bạn lưu ý đối với khi bạn sử dụng expo á, thì cái dung lượng của cái app của bạn khi up lên nó sẽ nặng hơn, tại vì nó sẽ có một số thành phần của expo bên trong đó nữa, nó sẽ không được tối ưu bằng so với React Native này ha. Và expo nó có một số cái, nó sẽ phân chia ra hai cái flow nữa. Bạn nào tìm hiểu bạn sẽ biết là có một cái flow là many workload và cái bare workflow. Tại vì có một giữa hai cái đó nó sẽ khác biệt, là một cái là ban đầu bạn sẽ làm dễ nhưng mà về sau bạn sẽ không thể làm được một số cái nâng cao, tức là một số cái component đó, nó chưa có được hỗ trợ. Còn nếu bạn làm từ cái khó, từ sử dụng bare workflow á, thì thôi bỏ qua, thì bỏ qua thì nó sẽ dễ dàng hơn, tương lai sẽ dễ dàng custom điều chỉnh hơn. Nhưng mà việc này á, không quan trọng đâu các bạn, tại vì ban đầu bạn học xong rồi, từ cái workflow đơn giản bạn vẫn thể chuyển đổi sang cái workflow khó khăn hơn, tức là từ manage workflow bạn thể chuyển sang được là bare workflow, nên chuyện đó không quan trọng nha. Bỏ lý thuyết, bỏ quên đi. Bạn nào muốn tìm hiểu lý thuyết thì cứ Google nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cài đặt môi trường. Đầu tiên hết á, thì mình sẽ cài đặt Node.js vào cái máy. Đừng quan tâm tới hướng dẫn này ha, tại vì mình đã làm qua một lần rồi thì mình thấy làm theo bước này sẽ tốt hơn nha các bạn. Node.js. Đây, Node.js. Khi truy cập vào trang Node.js.org thì các bạn sẽ lưu ý là có hai phiên bản nè. Một phiên bản là LTS bản Kirin thì mình tải cái bản này, tại vì bản này là bản là ổn định. Này. Ha. 12.13.0, bản mới hơn các bạn cứ tải về bản mới nhất thôi. Rồi, cài vô. Rồi, tải xong ha, mở cài. Nó yêu cầu mình cấp cái quyền. Open anyway. Ok. Open. Rồi, intern luôn. Ok, xong. Bước số 1 xong. Ha. Mình xin phép ghi lại nha. Các bước hay là cài đặt môi trường để bắt đầu học React Native. Rồi, bước số 1 là cài đặt gì ta? Node.js. Ha. Ở đây mình không có để đường link hay gì cả, các bạn chỉ việc lên Google và chỉ Node.js ra, vào trang chủ download về cài như vậy thôi. Bước tiếp theo mình sẽ cài là cài đặt Brave. Brave. Ok, Google các bạn. Brave. Đây. Cách đặt Brave là có sẵn trong lệnh nè các bạn. Copy này. Dán nó hiển thị của terminal, ok, mở terminal. Dán nó ra, enter. Enter. Mật khẩu. Rồi, ok. À, hình như nó còn download thêm một cái Xcode nữa, intern. Cái giai đoạn cài đặt này á, các bạn thể tua nhanh qua nha, cho đỡ mất thời gian. Ở đây mình đang cài hướng dẫn các bạn, mình vẫn phải ngồi chờ thôi mà.
nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào mạng internet của các bạn á, cấu hình của máy các bạn nữa và mạng internet. Rồi, Interlink rồi. Mình có thói quen là nói chuyện hơi bị nhanh á, cho nên là đôi lúc mình có thể mình sẽ nói nhanh quá, mình sẽ cố gắng điều chỉnh lại cái tốc độ nói của mình để cho cái video này nó dễ tiếp cận hơn. Cái này là cái bệnh lâu năm rồi, mặc dù là mình cũng đi dạy học, mình đi dạy PHP, mình đi dạy thiết kế website, mình đi dạy nhiều lắm các bạn, dạy các trung tâm á, dạy nhiều năm lắm rồi, hơn 10 năm, nhưng mà thói quen nó vẫn cứ như vậy thôi. Chỉ khi nào mình đứng trên bục giảng á thì lúc đó mình mới nhớ là mình phải nói chậm, còn khi mình đang quay clip hay mình giao tiếp bình thường mình cứ vẫn thao thao bất tuyệt. Bạn bè mình cũng góp ý cái chuyện này hoài à, và mình hay nói đùa là tại vì não mình chạy nhanh đó, cho nên là mình nói nhanh. Lâu quá vậy, lâu quá vậy à, trong thời gian chờ đợi mình sẽ coi gõ tiếp luôn nha. À, xong chưa ta? À, chưa chưa. Rồi mình gõ tiếp cái hướng dẫn để nó qua bên để coi chạy xem chưa. Cài về đúng không? Bước số 3 mình sẽ làm gì đây? Bước 3 mình sẽ cài Yan ha. Và bước thứ tư là cài app Expo vào điện thoại. Điện thoại tất nhiên là các bạn có thể cài vào iPhone hoặc là các điện thoại gì Android. Đó. Rồi bước thứ năm là cài Expo Silly vào máy này, vào máy tính ha, mình ghi rõ vào máy tính tại vì cái đoạn cái bước 4 mình cài vào điện thoại là mình ghi rõ này để bằng nhầm lẫn á. Ba bước là 1 2 3, bước 5 là mình cài vào máy tính, còn bước số 4 là cài vào điện thoại. Hoặc mình đảo lại đi. Đó. Rồi. Đó, 1 2 3 4. Sắp xong chưa? Rồi, xong rồi, mừng quá. Bước tiếp theo nữa là cài Yandex. Ok, Yandex thì Google tiếp. Đó, truy cập vào đây. Installation nè. Mac OS nè. Hồi nãy là mình đã coi cài Brave trước rồi nha các bạn, mình đã cài Brave rồi, nên bây giờ mình cài Yandex là thông qua cái Brave luôn. Mở terminal lên. Enter. Tiếp tục chờ đợi. À, cài Brave xong rồi mình sẽ cài Expo Silly Google tiếp tục. Mình cái volume này nè. Không sao, volume này không ảnh hưởng. Đây, vô thẳng Expo Silly gì đây. À, xong rồi, xong rồi. Ok, Expo CLI. Bình thường đúng không? Chỉ bấm lên không thao sao? The post intern step is complete successful. You can try again using flow but not. Intern link. Thử đây. Nó cài thiếu gì đó các bạn? Có một cái đó thôi, ok. Cái thêm cái đều.
Không được luôn, cái nó bỏ qua nha. Không được thì bỏ qua sao vậy? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt rêu. Nãy mình gõ Google tìm được cái hướng dẫn ở đây nè, đó. Mình cứ cài tới đi, lỡ như mà một lát mình chạy không được thì mình đánh tiếp. Rồi trong thời gian chờ đợi đó mình lại tiếp tục, mình sẽ qua bước 5 luôn là cài app Expo điện thoại nha các bạn. Điện thoại thì đây Expo, bây giờ mình sẽ bật chế độ là quay video trên điện thoại, mình sẽ một lát mình sẽ bắn cái video vào đây, mình ghép vào trong này luôn để các bạn nhìn thấy ha, cho nó tiện quay. Rồi ở đây là cái app Expo á, mình đã cài vào trong máy mình rồi nên mình không cần cài nữa, nhưng mà mình sẽ lên App Store cho các bạn xem. Mình đang xài iPhone nha các bạn. App Store mình sẽ gọi chữ Expo thôi. Expo. Rồi đây. Nó là cái này nha các bạn. Expo Client. Biểu tượng là cái dấu ô gì đó, dấu mũ đó. Rồi. Cài đặt xong thì bạn cứ để đó thôi mà không cần phải mở lên đâu. Đối với Android á thì các bạn cần phải mở app Expo lên để bạn quét QR code để mà bạn bạn truy cập vào cái app để bạn test app. Còn đối với iPhone thì bạn không cần ha. Mình cài xong rồi thì cứ để đó đi, một lát mình sẽ quét bằng camera chính luôn. Đây Expo này ha, biểu tượng đầu tiên đó các bạn. Rồi cài xong lỗi tele rồi kìa. Đây, để mình coi lỗi gì nha. Version gì đó không có bị lỗi hay version nào, chỉ qua điện thoại error khi nó set next module à, nó reject bởi cái setup rồi nè, này reject bởi setup thế là hệ hành chặn rồi. Thì bây giờ để cho ăn hơn mình sẽ cài lại và mình sử dụng một cái lệnh là lệnh sudo à, nãy có lệnh này nữa các bạn, thử lệnh này luôn ha, rail return node nè, thêm sudo phía trước cho chạy ăn ha. À. Sudo là mình cái lệnh đó mình sẽ là mình cài bằng cái lệnh việc admin các bạn, tương tự này với sudo luôn ha các bạn. Các lợi cái lệnh trong trong terminal này, nếu mà bạn cài thì bạn cố gắng gõ thêm chữ sudo phía trước nữa và gõ mật khẩu máy vô để mình cài đặt với cái quyền admin á, tại vì đôi lúc đó, những cái thằng này nó sẽ ghi, nó cần đọc ghi cái quyền ghi vào trong cái hệ thống của macOS á, của hệ điều hành á. Nếu mà không không có lệnh sudo thì nó sẽ không cho ghi vào và lúc đó là cài không được. Bây giờ mình phải cài lại nè, tốn thời gian. Mình quên. Chờ đợi thôi. Đó, vẫn error tiếp luôn. À, permission deny current nobody do not save version to accept. Không có quyền vào đây, nobody. À, bỏ qua mày đi, kệ mày đi. Tiếp tục thử luôn. Mình đã cài xong hết rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nè, hoạt động nè, đây. Để khởi tạo đồ chết thì bạn gọi lệnh này vô nè. Đó. Không, chỉ cần lệnh này thôi các bạn. Sau đó sẽ ra hướng dẫn cho mình bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ thử luôn nha các bạn. Thử luôn. Mình đang thêm một góc. Ok. Thêm một góc là thêm một này ở đây. Đó. Mình sẽ gõ một cái dòng lệnh là expo init init á. Đặt tên là test app. Enter. Đó. Nè các bạn để ý nha, ở đây nó sẽ có các lựa chọn nè. Đó, 1 2 3 4 5, 5 cái lựa chọn đúng không? Năm lựa chọn thì nó sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm đầu tiên là bảng đầu tiên này là thuộc là manage workflow và nhóm thứ hai là pre workflow, nó với bạn rồi đó. Nếu các bạn có xài sau này các bạn xài một số tính năng nâng cao như là mình in app job hoặc là những tính năng là call hay video call gì đó, cần một số thiết bị đặc biệt đó, thì các bạn nên bắt đầu từ pre workflow
ha. Còn nếu dễ ban đầu chỉ những app đọc thông tin tin tức hay những app mà bán hàng bình thường thì các bạn có thể bắt đầu từ từ cái menu workflow này cho nó nhanh hơn, nó có sẵn cấp nổi với các bạn ban đầu luôn rồi, đỡ cực hơn ha. Và dĩ nhiên từ menu workflow mình phải chuyển, mình vẫn có thể sau khi mình có xong rồi mình vẫn có cách để mình chuyển sang menu workflow nữa, có một cách để chuyển sang nó nữa, nên mình vẫn khuyến khích các bạn nào mới học thì cứ bắt đầu bằng menu workflow. Mình sẽ chọn cái task đây nó sẽ có sẵn một số cái màn hình nè, này example screen nè, và nó có luôn là cái rack navigation, tức là cái component giúp mình chuyển màn hình qua lại đó nè. Cái phần component rack navigation mình sẽ nói sau, giúp mình cứ khởi tạo đi, enter rồi chọn xong rồi thì mình có hai cái mình đặt là name, mình đặt là test app là cái tên của nó nè. Còn slot này giống như cái ID của app vậy, mình sẽ đặt là test app shop gsc, thì shop gsc là tên công ty mình hay thói quen cái chuyện gắn thêm dưới shop gsc hết, gắn thêm vô để đừng có trùng lập với công ty khác thôi, hoặc là đừng trùng lập với app khác thôi chứ không có gì hết. Bạn hãy gắn tên các bạn vào tèo tí te gì đó, nhưng mà lưu ý nha, ở đây các bạn chỉ cần dùng dấu gạch ngang thì được rồi, đừng có dùng dấu cách hay là ký đặc biệt, nó sẽ không cho đâu. Enter. Ok, nó thấy mình cài đặt danh rồi thì nó sẽ kêu mình dùng danh đi enthone ha, mình yes, sử dụng danh nó sẽ nhanh hơn nè. Mình thấy thêm một test app đã tạo ra nè, tức là Expo đã giúp mình tạo ra một test app rồi. Tiếp tục chờ đợi. Chết rồi, hết nước rồi. Thơm ngon, không dập cuối cùng hết nước rồi. Rồi, xong. Đó, sau khi mà cài xong rồi nó hướng dẫn mình luôn kìa. Để bắt đầu bạn có thể gọi lệnh là cd start app và yarn start, thì cd là lệnh mình di chuyển thôi, mình mở thêm một là test app ra, và mình đang đứng thêm một là góc này mà mở ra, sau đó gọi lên là yarn start đó, enter nó xin quyền, ok cấp quyền đó các bạn. Thì bây giờ nó đã mở ra một cái cửa sổ là localhost với cái bọc là 1902 đó, ở đây có QR code các bạn thấy không đó. Thì tại chỗ này nè, các bạn lưu ý với mình nha, hồi nãy nếu mà các bạn đã cài cáp Expo vào rồi á trên điện thoại rồi á, thì bây giờ ở đây á xin lỗi cái điện thoại mình nghe điện thoại luôn các bạn nghe lâu rồi thêm nghe nè hosting tên miền à. Ok, nhắn cho tình nhắn nhắn thêm thông tin thầy đi chắc thầy tạo lên hàng cho em tạo tài khoản chưa, em tạo tài khoản trên cái website cho ta, đúng rồi em vô thiếu website đăng ký tài khoản luôn đi, em tạo luôn đi. Hosting thì em chọn cái gói cá nhân cộng cộng á, đúng rồi cái gói đó được rồi, cái gói đó thì nó là cái gói nhỏ thôi không có lớn, nhưng mà nó băng thông không giới hạn như đủ xài rồi, sau này mà anh thiếu thì anh nâng cấp thêm đúng không, không cần phải mua lớn. Chấm cơm hả, chấm chấm cơm luôn hả, được, các em dễ nhớ định bán hàng ok ngon. Sao nó chuyện tắt rồi, xin lỗi với các bạn, mình alo là phát. Có gì nhắn nhắn cứ nhắn lên Facebook của thầy đi, mà em tạo tài khoản trước đi, em có thể lên trên thiết web số com á, em tự đăng ký tài khoản nha, xong rồi em chọn tên miền, em chọn hosting luôn, em đặt, em tạo đơn hàng giùm thầy luôn, tự tạo luôn. Thử đi, thử làm đi. Thầy thầy đang quay video rồi, lát gì dắt là nhắn Facebook thầy làm cho nha. Được, tên nó đẹp á, tên nó đẹp com mà đẹp á, đúng rồi dễ nhớ luôn, đúng rồi
thì tao nó đẹp á, ok đó. Nhiều mà, nhiều người đẩy số bình thường mà, sao đâu, bình thường mà. Đúng rồi. Rồi. Thì đang quay video là có điện thoại cuộc gọi em trong video luôn rồi đó. Lát up Facebook. Rồi, ok em. Rồi, chúng ta tiếp tục. Xin lỗi cho các bạn. Tới đâu rồi ta? Rồi hồi nãy mình cài kép Expo vô rồi đúng không? Mình nói tiếp nè. Ở đây nó có những cái chế độ nè bạn, thinner về LAN và local gì đó ha, local rồi đó. Hình như cái local là mình kết nối thông qua cái dây gì đó mình không biết, nhưng mà mình thường xài LAN. LAN ở đây á, là nghĩa là cái máy tính của các bạn hoặc điện thoại của bạn á, kết nối chung một mạng wifi, chung một mạng LAN đó. Thì khi đó bạn chỉ cần quét qr code cái lại vô ha. Còn thinner này trong trường hợp là bạn muốn gửi cái app này cho người nào ở xa thông qua mạng test á, thì bạn qua chế độ này, bạn đưa cái qr code này ha, hoặc đưa qr code cho người đó quét, share tấm hình này về thôi bạn ha, gửi tấm hình là cho cái người chụp hình lại, gửi cho cái người người nào đó ở đâu xa để quét. Nhưng mà lưu ý nha, cái thumbnail này các bạn vẫn phải giữ connection, tức là các bạn phải treo cái máy bạn ở đây để cho người ta quét, người ta truy cập được. Mà tắt cái máy bạn đi hay là tắt cái app này đi, tắt cái trang này đi rồi thì nó sẽ không có dập vào cái app được nữa ha. Ở đây mình dùng LAN cho nhanh nha các bạn. LAN mình sẽ cầm cái điện thoại của mình quét, mình cũng sẽ quay video lại. Đây mình tí nha, bật video lên. Rồi, quay video. Đối với iPhone, nhắc lại, đối với iPhone các bạn chỉ cần mở app camera ra. Rồi. Quét thẳng ở đây, nó sẽ hiện ở trên đầu này, hiện ra nè, Open in Expo nè, Expo nè, mở ra. Vậy thôi. Còn đối với Android á, các bạn mở cái app Expo ra trước, sau đó chọn chức năng là scan QR code của trong app Expo và scan tương tự. Thì đây trên màn hình nó đang hiện ra cái phần trăm bill nè ha, trên cái iPhone cũng vậy, hai cái đồng bộ với nhau á các bạn. Đây hai cái sẽ đồng bộ với nhau. Lát mình sẽ đưa cái màn hình iPhone này lên ghép chung với video này là xong thôi. Rồi xong. Đó. Bước đầu á thì mình sẽ có là ba cái tab, bạn thấy không? Tab Home, tab Link và tab Setting. Đây là cái ba cái tab mẫu mà Expo tạo sẵn cho mình luôn rồi. Là ba trang nội dung có sẵn đó. Ba cái này là navigation, nó chuyển chuyển màn hình đó. Các bạn ha. Như vậy là mình đã cài đặt xong môi trường để mà mình có thể code được cái app là React Native rồi. Bây giờ mình sẽ thử mình mở cái trang Home ra, mình gõ vào chữ mình thay đổi ở trong đây. Để bạn nhìn thấy là mình đã có thể test được rồi ha. Mình sẽ mở lại thì một hồi nãy để có đó, thì các bạn dùng bất bất kỳ cái editor nào. Ở đây mình dùng là Visual Studio Code nha các bạn. Đây Visual Studio Code, mình sẽ vô file mình open, open mình mở đây mình xíu nha, open folder đây đi, mình mở nguyên thư mục luôn. Thì mình sẽ vô cái thư mục gốc đây, mình mở nguyên thư mục test app này, mình mở lên, tức là mình sẽ xem hết tất cả nguyên cái thư mục từ cái test app đó về trong vào trong đó các bạn. Đây là những cái có sẵn ở đây. Thì ở đây mình sẽ mở ra cái file đầu tiên, đó là app.js đó ha, các bạn thấy này, app.js này ha. Cái file này là file được chạy đầu tiên, khởi tạo chạy đầu tiên, cái này bao gồm rất là nhiều gạch trong này. Thì bây giờ các bạn nếu mà chưa biết về React Native thì bạn bỏ qua nó luôn đi ha. Mình sẽ có là cái phần là navigation đó. Trong phần navigation này nó có cái là main task navigator này các bạn, cái này nè đó. Cái file này là nó lưu cho mình biết các cái, thấy chữ home đi không, home xuống là links, xuống nữa là setting, nó chính là tên ba cái task trên điện thoại của mình này, home, link và setting. Giả sử mình chữ home này mình sửa tiếng Việt là thành trang chủ đó, chữ link sửa thành abc, setting sửa thành là tên của mình ha, tính rồi vậy thôi. Thì khi đó khi mình lưu lại rồi thì trên cái màn hình của thằng Expo nó cũng thay đổi theo ha, các bạn nhìn thấy nè, trang chủ abc và tên của mình là tính đó, như vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình thử sửa nội dung trang chủ ấy. Thì trang chủ của mình á, bạn thấy không, ở đây trang chủ của mình nè, trang chủ của mình á là nó sẽ mình không cần phải chưa chưa hiểu nhiều ai, nhưng mình sẽ nói rõ luôn là sơ sơ thôi, nhìn thấy code nè. Trang chủ đó là home tag, home tag khai báo đây, home tag á được khai báo trong này là home rồi hai chấm home string, home string là thằng loại này, home string á thì được đọc ra từ cái file là thứ một là string rồi home string. Thì bây giờ mở một string ra
trong đây có home screen đó, nội dung trong này quá trời nội dung đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ gõ chữ nè, getting star by opening đúng không? Thì bên đây là xin chào anh Tính đẹp trai đó các bạn ha, vậy thôi lưu lại nhìn home screen nó thay đổi chưa. À rồi nè, thấy dòng chữ không bạn, như vậy nè có rồi nè hai các bạn ha, đó rồi vậy thôi. Như vậy là bước đầu mình đã cài đặt xong môi trường và có thể test được app trên điện thoại Android hoặc là trên điện thoại iPhone ha, rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Mình thì lúc mà mình có đó, mình vẫn thường xuyên mình để hai cái điện thoại, một cái á, là một cái điện thoại là Android, một cái là iPhone, tức là hai điện thoại này mình mở suốt luôn, mình để mình dựng lên cái bên này, dựng lên để mà mình test ha, mình dựng lên để mình check app. Thì ở đây á, mình có hai có dùng cái đế này các bạn để dựng đứng lên các bạn, đế này gọn lắm, này giới thiệu chơi thôi ha, ship lại bỏ vô bóp, bỏ vô ví tiền mình nhỏ xíu nó mỏng lắm mà. Và khi bạn dở lên như vậy thì bạn thấy canh cái gì đứng 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 chừng nào theo cái bạn muốn đứng chừng nào, cái này là dựng được cái iPad luôn các bạn, iPad và cả iPhone thì đã dựng được hết các bạn, đó, khá là tiện, mấy chục ngàn thôi các bạn, mua cái về xách theo, có ra quán cà phê ngồi có đó vẫn thể lấy ra để điện thoại lên để mà mình xem nó đi bớt nó chạy nha. Đây là cách đơn giản nhất luôn và nó dễ dàng để test nhất luôn, tại là đang test trên điện thoại thật của bạn luôn, trên thoại của bạn luôn nha. Các bạn vẫn có thể test bằng cách cài những cái simulator, tức là những cái máy ảo gì đó để test á, nhưng mà mình vẫn thích làm như đây hơn, nhanh gọn lẹ, không cần phải cài đặt thêm gì vào máy cả, và ở đây nó hiển thị chính xác luôn trên màn hình điện thoại, nhìn trực quan nhất có thể. Ok, video này tạm thời đến đây kết thúc thôi. Mình sẽ làm video tiếp theo, mình hướng dẫn cài đặt simulator lên trên màn hình, ví dụ như là giả lập một cái điện thoại Android trên màn hình để mà chạy app trên đó, cho trường hợp bạn nào sợ mà mở điện thoại màn hình suốt nó bị hư chẳng hạn, hoặc là nó bị gì đó, một số bạn sợ mở màn hình sáng hoài nó hư hay là hao pin gì đó, mình ví dụ như vậy thì mình cứ là simulator. Ok, kết thúc video nha các bạn. Rồi bạn nào muốn theo dõi các video mình về sau nữa thì nhớ là subscribe. Chào mọi người, hôm nay mình đang bắt đầu học tự học để viết ứng dụng sử dụng React Native. Thì mình không phải là chuyên gia đâu nha các bạn, chưa phải là chuyên gia, mình thực sự là mới bắt đầu học thôi, cách đây khoảng chừng là tầm 3 4 ngày gì đó mình mới đọc thông tin tìm hiểu, và bây giờ hôm nay là mình bắt đầu là mình học thực sự. Thì trong quá trình tự học á, mình sẽ quay lại clip từng cái bước mình làm và từng cái bước mình học, những cái gì mình thấy mình tiếp thu được á, mình sẽ cố gắng quay clip lại để mà up lên mạng, để cho bạn nào cũng đang có nhu cầu học á, giống như mình nè, thì sẽ xem clip và học học chung với mình. Dĩ nhiên là do là mình cũng đang học thôi, cho nên là không chắc là những cái điều mình làm là đúng 100%, đôi lúc sẽ có những cái sai, mình nghĩ là như vậy. Cho nên là nếu như bạn nào phát hiện ra mình có những điểm nào đó không có chính xác á, chưa đúng á, thì vui lòng giúp mình bằng cách là comment ở dưới video hoặc là inbox cho mình, cách nào đó cũng được nha các bạn, vui vẻ thôi, góp ý giùm mình thôi nha, đừng có chửi mình nha, chửi mình quạo đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Cũng nhiều năm lắm rồi mình mới tự học, ngày xưa cách đây chắc là gần, mình nhớ rất là khoảng 15 16 năm trước á, mình lúc mình mới đầu nghiên cứu là HTML4, HTML3 gì đó và PHP á, rất là nhiều năm rồi mình tự học, cho tới bây giờ mình dính mình chết dí với bên mảng web luôn, mình chưa học thêm gì mới được hết á. Bây giờ mới bắt đầu chuyển qua làm app di động đã hơi chậm, mà chậm hơn so với mọi người rồi. Trước đó thì như mình vẫn có làm app, nhưng mà mình làm app không chuyên nghiệp, tức là mình làm bằng phone gap, là tận dụng những cái của web có sẵn rồi sau đó build lên thành app dùng web view, nhưng mà những cái dạng app hay hay viết app và apply vậy như vậy đó, nó không có chất lượng, không có tốt, nên bắt buộc đó, tới ngày hôm nay mình phải chuyển sang tự học thôi, học React Native. Tại vì React Native mục tiêu của mình là mình muốn dùng React Native làm ra những cái dự án, những cái app thực sự hữu ích cho người dùng. Mình đang có sẵn một số cái ý tưởng rồi trong đầu mình rồi đó, thì mình cũng kêu gọi luôn, nếu như mà bạn nào á, bạn nào muốn mà cùng mình á, phát triển những cái ứng dụng hữu ích thật sự á, thì có thể liên hệ với mình ha. Có thể các bạn mới bắt đầu học React Native, hoặc là bạn đã biết React Native, hoặc là chuyên gia luôn cũng được, nói chung là chỉ cần làm chung với mình là vui rồi. Thì mọi chi phí, mọi vấn đề về tiền bạc, mọi cái tài nguyên gì đó để xây dựng để cái app đó mình sẽ lo hết, mình là nhà tài trợ chính, và mình cũng sẽ tham gia code cùng các bạn luôn, cho đến khi nào dự án đó hoàn thành thì thôi.
Dĩ nhiên mình nói rõ đây là dự án là gì ta? Hữu ích thực sự, tức là đem lại lợi ích thực sự cho con người, cho loài người. Đó, chứ không phải là những cái dự án để chỉ mục đích là kiếm tiền hay đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là nếu mà ác thành công đó, thì mình vẫn sẽ có tiền thôi, nhưng mà đó là chuyện về sau. Mục tiêu của mình bây giờ không phải là kiếm tiền. Ha, mục tiêu mình không phải hiện tại bây giờ không phải là kiếm tiền, mà mình muốn làm ra một cái gì đó thật sự hữu ích. Ok, vậy thôi. Mình cái đoạn này đáng lẽ ra là mình để ở đoạn đầu, nhưng mà mình phải cắt ra để phía sau, tại vì nó dài dòng quá. Để khúc đầu quá, nhiều khi bạn nghe đến đây bạn chán và không xem tiếp. Ha, tại vì mục đích chính của cái video này á, là mình quay lại những gì mình đang học bước đầu tiên về React Native. Ha, phần này là phần phụ thôi nha các bạn. Ok, rồi, cảm ơn mọi người.